thực hiện chủ đề là mỗi ngày vẽ một chút. Thì mỗi ngày mình sẽ lựa ra một người để mình vẽ. Thì mỗi ngày vẽ một chút như vậy để đăng lên thì một là để rèn luyện kỹ năng của mình, hai là góp phần xây dựng thêm nội dung của kênh YouTube của mình. Nên đó, mọi người mà muốn vẽ thì có thể gửi hình cho mình. Không vẽ được ngày hôm nay thì qua ngày khác mình sẽ vẽ cho các bạn. Share cho mình cái video này nè thì mình sẽ thấy và ưu tiên vẽ cho các bạn trước. Còn nếu mà không like share thì cũng được, nhưng mà cái thời gian để mình vẽ cái bức tranh cho các bạn sẽ lâu hơn những bạn khác thì ta sẽ có chế độ ưu tiên nha, nhưng mà mình đều sẽ nghĩ cho mọi người. Mà nếu trong trường hợp mình bận quá thì thời gian mà mình để cho các bạn sẽ hơi lâu. Like, share, gửi hình và comment ở phía dưới cho mình biết luôn nha. Mỗi bức thì mình để tầm một ngày, khoảng một ngày thôi chứ không phải tầm một ngày, tầm mấy tiếng khá là lẹ, nhưng mà mình phải có thời gian.
nhớ subscribe kênh cho mình nhé.